Vì sao làn da của bạn dễ kích ứng? Đây là câu trả lời. Các vết mũi đốt hay bệnh thủy đậu không phải là nguyên nhân duy nhất gây ngứa da. Các nguyên nhân thường gặp là da rất khô. Việc da khô thường sẽ khiến nó bị ngứa. Làm thế nào để giảm bớt? Các bác sĩ da liễu đưa ra những lời khuyên sau đây để giảm khô da. Con bọ cắn. Nguyên nhân gây ngứa của bạn khi bị mũi đốt thường rõ ràng và nó sẽ biến mất sau khi bạn gãi. Khi con bọ hay mũi đó ở trên da bạn lâu hơn, tình trạng ngứa có thể kéo dài và không kiểm soát được. Các loại bọ có thể gây ngứa lâu dài, bao gồm dẹp, cháy và ve gẻ. Mẹo giảm ngứa. Bạn có thể tìm hiểu về các vết cắt của các loại bọ này và cách khắc phục vết ngứa đó. Tình trạng ngứa da. Danh sách các tình trạng da có thể gây ngứa dữ dội rất dài và bao gồm viêm da dị ứng, thủy đậu, bệnh tổ đìa, viêm nang lông, bệnh tay chân miệng, tổ ong, bệnh vẩy nến, viêm da thần kinh, nấm ngoài da, viêm da tiết bã, bệnh do na. Cách giảm cơn đau, ngứa. Bạn cần biết tình trạng da của mình. Cách tốt nhất để được chẩn đoán chính xác là đến gặp bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận. Việc giảm ngứa sẽ khó khăn hơn nếu bạn được chẩn đoán mắc bệnh viêm da dị ứng hoặc vẩy nến. Ung thư da. Dấu hiệu của ung thư da thường là sự xuất hiện bất thường của một vết gì đó hay sự thay đổi gì đó trên da của bạn. Đôi khi, chỗ đó cũng bị ngứa và có thể là lý do duy nhất khiến một người chú ý đến vết đó. Mẹo giảm đau. Đi khám bác sĩ để biết bạn có thật sự bị viêm da hay không. Nếu bạn bị ung thư da, hãy điều trị nó. Các dấu hiệu cảnh báo bạn có thể đang mắc một bệnh nào đó. Biểu hiện ngứa trong một thời gian dài thường sẽ chỉ ra một số bệnh như bệnh máu, bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh gan, HIV, tuyến giáp hoạt động quá mức. Các bệnh nhân mắc bệnh về máu thường sẽ gặp tình trạng ngứa lâu ngày trên da. Đó cũng là dấu hiệu của một bệnh nhân có bệnh liên quan đến thận hoặc là những người đang lọc thận. Với những trường hợp như vậy, ngứa có thể lan rộng, đặc biệt là ở lưng, cánh tay và chân. Hoặc những người bị bệnh gan, viêm gan C, xơ gan hoặc tắc ống mật cũng gây ra ngứa. Cơn ngứa thường sẽ bắt đầu ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và lan khắp cơ thể. Làm thế nào để giảm ngứa? Được chẩn đoán chính xác và điều trị có thể làm giảm ngứa. Bác sĩ da liễu thường đóng vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán các bệnh này vì ngứa có thể là triệu chứng duy nhất. Phản ứng với các dị ứng da. Da của chúng ta có thể phát triển một phản ứng dị ứng với nhiều chất. Một trong những chất phổ biến nhất có thể gây ra phản ứng dị ứng trên da là niken. Chất này được tìm thấy trong nhiều sản phẩm mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Các sản phẩm có chứa niken bao gồm điện thoại di động, đồ trang sức, gọng kính, khóa kéo và khóa thắt lưng. Các chất khác gây dị ứng bao gồm cả sơn móng tay, dầu gội, nước hoa. Khi cơ thể phản ứng, bạn sẽ bị ngứa hoặc phát ban một cách khó kiểm soát. Cách giảm bớt. Bạn phải tìm ra nguyên nhân gây dị ứng để có thể ngừng chạm vào hoặc sử dụng nguồn gây ngứa. Điều này thường gặp nhiều khó khăn và cần đến các bác sĩ để chẩn đoán tình hình bệnh rõ ràng. Phản ứng với hải sản hoặc các loại cây, thực vật, cây thường xuân độc nổi tiếng với việc gây phát ban ngứa, nhưng nó không phải là loại cây duy nhất có thể làm như vậy. Nếu bạn không biết rằng một loại cây gây ngứa cho bạn, thì tình trạng ngứa có thể tồn tại lâu dài. Đây là các loại cây có thể khiến bạn bị ngứa. Sinh vật biển, bạn cũng có thể bị phát ban ngứa sau khi ở trong nước, chẳng hạn như biển, hồ hoặc ao. Ngứa ở người bơi lội do ký sinh trùng sống trong ao, hồ hoặc đại dương gây ra. Ký sinh trùng đào sâu vào da của bạn khi bạn ở dưới nước. Sau đó, bạn sẽ thấy những chấm đỏ li ti trên da mà áo tắm của bạn không che được. Cùng với đó là các vết ngứa và mụn nước xuất hiện. Sự phun trào của xe abat he là do sứa biển hoặc hải quỳ mới nở bị mắc kẹt giữa da và áo tắm, vây hoặc các bộ phận khác của bạn. Các nốt mẩn ngứa, dị ứng thường sẽ mất một thời gian để xuất hiện. Vì vậy, nguyên nhân gây ra nó thường bị người ta lãng quên. Nếu bạn thường xuyên uống nước thì cũng nên cẩn thận, bởi các nốt phát ban, dị ứng đều có khả năng xuất hiện sau khi bạn uống nước vào. Cách giảm ngứa. Nếu bạn tránh xa thực vật hoặc sinh vật biển khiến da bạn bị ngứa, phát ban có xu hướng tự biến mất trong vòng vài ngày đến vài tuần. Khi bạn đã 65 tuổi, khi chúng ta già đi, làn da của chúng ta thay đổi. Nó sẽ mỏng hơn và có ít độ ẩm hơn. Da khô có thể bị ngứa. Cách giảm ngứa. Vì ngứa da có nhiều nguyên nhân, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận để tìm hiểu nguyên nhân khiến da bạn bị ngứa. Nguyên nhân gây ngứa đôi khi không chỉ nằm ở một nguyên nhân. Nếu bạn bị ngứa do da khô hay da thiếu đàn hồi, hãy chăm sóc da và sử dụng kem dưỡng ẩm. Thuốc hoặc điều trị ung thư, tác dụng phụ của một vài thuốc cũng có thể gây ngứa, chẳng hạn như aspirin hoặc các loại thuốc huyết áp, nó cũng có thể là một tác dụng phụ của điều trị ung thư. Cách giảm dị ứng. Hãy hỏi kỹ bác sĩ đã kê đơn thuốc cho bạn, bởi đôi khi dị ứng có thể gây ra do tác dụng phụ của thuốc. Bác sĩ có thể cho bạn những lời khuyên có thể giúp giảm ngứa và tiếp tục điều trị. Dây thần kinh. Việc ngứa da có thể do dây thần kinh không hoạt động bình thường. Nếu bạn bị tổn thương ở dây thần kinh do bệnh tật hoặc chấn thương, bạn cũng có thể bị ngứa da. Ngứa có xu hướng xảy ra ở một nơi trên cơ thể bạn và bạn không thấy phát ban. Các bệnh có thể gây ra loại ngứa này bao gồm bệnh do na, đột quỵ, bệnh đa xơ cứng,
Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé.